4G mà giá chỉ hơn 4 triệu nhé. Thế đối với cấu hình như này anh em sử dụng cho những ứng dụng office thì vô tư luôn. Chơi đế chế được luôn. Chơi đế chế chắc ngon lành ấy. Chơi Half-Life cũng được. Chơi Liên Quân chưa chơi thử. Nhưng mà với cấu hình như này thì để chế độ thấp nhất chắc cũng chơi được. Xin chào các bạn, mình đến từ MN cho VN. Vâng thì ngày hôm nay nhá, trên bàn mình các bạn đã nhìn thấy là mình hiện tại đang có hai chiếc máy tính bảng. Bên này là chiếc iPad rồi, rất là nổi tiếng, rất là nhiều người biết. Và bên này là một chiếc máy tính bảng, các bạn có thể nhìn thấy không? Hay là Windows. Chút nữa mình sẽ nói rõ hơn một chút, bây giờ mình chỉ nói sơ qua như này thôi. Hiện tại là vì ảnh hưởng của dịch ấy, các bạn vẫn không thể đến trường được, vẫn phải học online. Cái việc này thì thực sự là rất là ảnh hưởng đến nhiều người. Vấn đề học online bây giờ chính vì thế mà những chiếc máy tính bảng này hiện tại được mọi người rất là quan tâm rất là nhiều luôn. Một chiếc iPad thì ai cũng biết rồi, mình bán rất là chạy. Bây giờ mình về rất là nhiều iPad luôn để phục vụ cho mọi người nhé. Và mình đưa ra mức giá hỗ trợ rất là rẻ luôn. Hiện tại thì mình có về đủ luôn nhé. Như là iPad mini 4 này, nhỏ gọn xinh xắn này, mức giá chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 5 triệu một chút thôi. iPad mini 2 to hơn một chút cũng trên 5 triệu này. iPad Gen 5 đời 2017 đấy cũng chỉ tầm khoảng hơn 7 triệu, 6-7 triệu thôi. Rồi iPad Gen 6, 7-8 triệu. iPad Pro 9.7 hơn 8 triệu đến 9 triệu. Và iPad Pro 10.5. Những sản phẩm đấy chỉ giá dưới 10 triệu thôi. Và phục vụ cho anh em rất là tốt trong vấn đề như là học online. Ở một cái vấn đề khác nữa là những chiếc iPad thì hiện tại là giải trí rất là tốt. Nói chung là đầy đủ vấn đề giải trí thì không phải suy nghĩ rồi. Nhưng có một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là nhiều người dùng hiện tại đang lăn tăn. Những chiếc iPad này về vấn đề di chuyển này, về vấn đề đến nơi này, đến nơi kia để làm việc thì khỏi cần phải suy nghĩ và tính toán gì luôn. Nhưng cái phần việc làm anh em là gì? Ví dụ như ứng dụng Office, những ứng dụng Office nhá, ở Việt Nam hay sử dụng đó là Microsoft Office, Excel này, Word này hay là PowerPoint. Thì những chiếc iPad này để sử dụng, để xử lý những cái ứng dụng đấy thì nó chỉ ở trên mức sơ khai thôi. Có nghĩa là cho anh em xem, sửa một chút xíu, chứ chưa thực sự là hỗ trợ cho anh em đầy đủ như một chiếc máy tính Windows, một chiếc máy tính bàn được, hay là một chiếc laptop được. Laptop thì bây giờ cũng không phải là dùng dạng nhỏ gọn nữa, không cơ động như chiếc máy này. Chính vì thế ngày hôm nay mình lấy về và giới thiệu đến với anh em một chiếc máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows, cụ thể hơn nó là Windows 10 bản Pro luôn anh em nhé. Quay sang sản phẩm này thì sản phẩm này thì anh em khỏi suy nghĩ rồi, Office, Excel, cái gì cũng làm được, không khác gì một máy tính bàn, không khác gì một máy tính ở văn phòng anh em làm, không khác gì một máy tính của các bạn học sinh, sinh viên đang sử dụng, mà nó lại cơ động rất là tốt, nó lại cơ động cực kỳ là tốt luôn. Thì sản phẩm này có tên là Microsoft Surface 3 anh em nhé. Bởi vì sao mình lại lấy bản 3 về, mặc dù nó ra bắt từ năm 2015, 5 năm rồi mà mình vẫn lấy về, bởi vì là nó có mức giá rất là tốt. Thời điểm hiện tại mình lấy về, rất nhiều nơi bán với mức giá tầm 6 triệu, 6 triệu cơ. Nhưng bên mình chỉ bán sản phẩm này với mức giá chỉ có hơn 4 triệu thôi anh em nhé. Cụ thể là bao nhiêu thì anh em có thể vào website là mn.vn, bởi vì là giá sẽ thay đổi theo những mức thời gian. Mình sẽ về lô rẻ thì mình sẽ bán rẻ, lô sẽ giá cao bắt buộc mình phải bán cao lên thôi chứ không còn cách nào khác. Mình lại anh em sẽ vào website là mn.vn nhá, để xem chi tiết về sản phẩm này hơn vào cái mục máy tính bảng ấy. Cũng thể tham khảo những sản phẩm máy tính bảng khác như là iPad hay là Galaxy Tab của Samsung ấy. Đó. Thì giới thiệu sơ qua về sản phẩm này thì chắc có lẽ là nhiều người đã biết rồi. Nhiều người mà chưa sử dụng về hệ hành Windows sẽ biết rồi. Còn những bạn nào mà chỉ biết máy tính bảng, chỉ biết iPad này, chỉ biết Galaxy Tab này thì mình sẽ nói rõ hơn nhá. Đây là sản phẩm được bán ra, phân phối, sản xuất bởi Microsoft, một thương hiệu rất là quen thuộc đối với anh em có thương hiệu Windows ấy. Đó, Microsoft Surface thì là đứa con phần cứng đầu tiên của Microsoft về máy tính bảng. Đó, hình thức sẽ rất là đẹp, mặc dù là đẹp đối với mắt đàn ông thôi, nó sẽ không điệu đà như của chị em phụ nữ, nhưng nếu đàn ông như mình sẽ rất là thích, vuông thành, sát cạnh, đầy đủ tính năng như một, gần như là một chiếc máy tính laptop. Đây, anh em nhìn thấy nhá, nó sẽ có một cổng USB để hỗ trợ cho anh em cắm USB này, cắm thiết bị ngoại vi thông qua cổng USB này, cắm ổ cứng di động để cho chúng ta sẽ mở được ổ cứng di động lên đến 2 TB cho những cái ổ 2.5 hiện tại, hoặc là lên nó rất cao những cái ổ 3.5 nhé. Sẽ có một cái cổng kết nối đến dock để chúng ta có thể cắm được dây mạng.
để chúng ta có thể cắm được HDMI hay để chúng ta có thể cắm được VGA xuất hình lên máy chiếu như một chiếc laptop bình thường. Đó, sẽ có cổng cắm sạc là micro USB. Sản phẩm này, sạc này thì rất là nổi tiếng rồi. Trên những chiếc điện thoại này, trên chiếc máy tính bảng hệ là Android này, rất là nhiều rồi. Cổng tai nghe hay là loa 3.5, đặc biệt là sẽ có cổng mở rộng bộ nhớ bằng thẻ nhớ micro SD. Ở đây, rất là kín nha, rất là kín luôn. Hỗ trợ lên đến dung lượng rất là cao luôn, có thể lên đến 512GB. Đó, đó, anh em thấy gì không? Rất là mỏng, rất đẹp. Đây là một sản phẩm màu gray mà mình đã dán trang trí ở đây rồi. Sản phẩm này thì mình đang về lô đầu tiên và hiện tại rất tiếc là nó chưa có bàn phím. Nhưng không sao, sẽ có những cái bàn phím phụ như thế này. Đó, kết nối qua Bluetooth, sẽ có những cái chuột kết nối qua Bluetooth để sử dụng. À, anh em thấy gì đâu, như một chiếc máy tính thông thường nhé. Điều đặc biệt là màn hình của sản phẩm này là màn hình Full HD cộng, có kích thước là 10.8 inch, màu sắc rất là đẹp luôn. Mình phải nói thật một điều là cái này không phải khen đâu nhé, với cái mức giá tầm 5 triệu mà cái màn hình này nó đẹp hơn màn hình của một chiếc iPad Gen 6. Đây, iPad Gen 6 ở đây, mình phải nói thật là mình thấy nó đẹp hơn màn hình của iPad Gen 6. Nó chỉ nó so sánh và nói là đẹp hơn của iPad Pro 9.7 thì khó thôi, chứ đây là iPad Gen 6 thì màn hình nó sẽ đẹp hơn, rất là đẹp. Mình phải nói thật là màn hình rất là đẹp, với mức giá chỉ chưa 5 triệu thì là quá tuyệt vời luôn. Cấu hình cụ thể và chi tiết, anh em có thể nhìn thấy rất là quen thuộc không, như một chiếc máy tính bàn không, hệ điều hành Windows 10 Pro bản quyền. Cái vấn đề mà anh em bị virus này, vấn đề mà anh em bị lỗi Win này, anh em sẽ không phải mất 50.000 hoặc là 100.000 để anh em ra cài Win đâu nhé. Anh em chỉ cần vào recovery, anh em khôi phục thì máy nó sẽ khôi phục lại từ đầu và kích hoạt bình thường. Đó, anh em thấy không? Active chuẩn bởi Microsoft luôn, bởi vì đây là đứa con của Microsoft mà. Nó có bộ vi xử lý là Intel Atom Z8700. Thì phải nói về độ mạnh độ yếu của những CPU này so với những CPU của Android thì rất là khó. Nhưng mà nếu với cấu hình như thế này ý, RAM là 4GB nhá. Có một phiên bản RAM 2GB thì mình không có đâu, mình chỉ có RAM là 4GB thôi nhá. Đấy, mình nói lại, RAM 4GB mà giá chỉ hơn 4 triệu nhá. Thì đối với cấu hình như này, anh em sở hữu sử dụng cho những ứng dụng Office thì vô tư luôn, gọi là vô thoải mái luôn. Ví dụ như anh em sử dụng những cái phần mềm bán hàng như là Kiosk Việt này, hay những phần mềm bán hàng khác ở trên trình duyệt Chrome này thì thoải mái không phải suy nghĩ rồi. Còn ứng dụng offline như là Office này, Photoshop nhẹ nhẹ một chút này, hay là một số ứng dụng làm phim như Prosogon này, thì mình có nghĩ là có lẽ là chạy thoải mái luôn. Bản thân mình chưa chạy thử cái này đâu, nhưng mình nghĩ đối với cấu hình như này thì chạy thoải mái luôn, làm render một số phim nhẹ nhẹ cũng được. Tất nhiên rồi, dùng làm AutoCAD hay làm 3D thì chắc là rất là khó rồi. Đến máy bàn anh em nhiều khi không sử dụng được mà. Thế nên là những cái ứng dụng mà công việc trên nền tảng Windows cơ bản thì mình nghĩ là có lẽ là máy này sẽ đáp ứng cho anh em hoàn toàn đầy đủ luôn. Đó, cái quan trọng nhất là hiện tại là vấn đề là quan tâm đến học online. Học online đúng không? Thì anh em có thể nhìn thấy không? Sản phẩm này nó có camera đằng trước là 5 megapixel. Và điều đặc biệt là bên này nó có mic thu luôn. Nó sẽ có mic thu và có cả cảm biến luôn. Đó, thế nên là anh em nói nó sẽ thu trực tiếp đây, nó rất là dễ này. Đằng sau cũng sẽ có một camera khác. Ví dụ đang học, cô giáo hỏi bài của em đâu, bật lên quay camera đằng sau, bài của em đây. Thế là xong, chứ không cần phải dơ dơ đằng trước nữa, đúng không anh em? Rất là tiện như vậy, dơ dơ đằng trước nha. Đấy nha, ví dụ là mình bài của em đâu, dơ như này này. Nhiều khi mình không biết là cô giáo có nhìn thấy hết không, nhưng mà mình để bên dưới này, mình quay như này này thì cô giáo nhìn thấy hết luôn. Đó, cái này là rất là tiện trong cái vấn đề như thế luôn. Vấn đề đặc biệt tiếp theo, sản phẩm này có dung lượng pin để hỗ trợ anh em làm việc cực kỳ là khủng bố luôn. Mình sử dụng từ sáng 8 giờ mình đến cơ quan, mình đến cửa hàng và mình trải nghiệm thì bật độ sáng màn hình full luôn. Thì mình sử dụng đến bây giờ nó còn 52%. Và trên phần mềm nó báo là nếu mà mình để màn hình full như này thì mình có thể sử dụng được khoảng 4 tiếng nữa. Đó, 4 tiếng nữa. Bây giờ nó là 8 giờ tối rồi. Buổi trưa thì mình không dùng, mình nghỉ. Buổi chiều đến 3 giờ mình lại bắt đầu mình dùng lại. Đến bây giờ nói chung là hoạt động như công việc thế này là thoải mái đầy đủ luôn rồi. Đấy là mình để mức độ sáng là tối đa nhé. Chứ còn nếu mà mình để mức độ sáng là thích nghi thì mình có lẽ là nó sẽ bền hơn một chút nữa. Thế nên là cái vấn đề pin của sản phẩm này thì mình thấy khá là khủng ấy. Anh em có thể thấy nhá, giải trí tất nhiên rồi, chơi đế chế được luôn, chơi đế chế chắc ngon lành ấy, chơi Half-Life cũng được, một số game online bằng trình duyệt
có nghĩa là anh em không phải đau vẻ để chơi ấy. Thì mình nghĩ là ok, chơi liên quân chưa chơi thử, nhưng mà với cấu hình như này thì để chế độ thấp nhất chắc cũng chơi được. Chắc cũng chơi được. Còn vấn đề xem phim, tất nhiên rồi, Windows mà nó có Chrome này, anh em có thể cài Chrome này, cài Cốc Cốc này, cài Omera này, cài Firefox, tùy anh em thôi. Mình dùng như Chrome và xem phim gì đấy. Một video quảng cáo bột giặt A3 này. Đó. Âm thanh nhá. Đây. Đó, màn hình rất là đẹp. Phải nói là màn hình rất là đẹp luôn. Với cái mức giá chỉ tầm hơn 4 triệu thì không cần phải chê một cái gì cả anh em ạ. Đó. Đó, âm thanh thì hai bên này là hai cái loa nhá. Hai bên này là hai cái loa luôn này. Đó. Phím home cảm ứng luôn này, ấn thì lên ứng dụng của Win 10 này. Trên Win 10 thì nó sẽ có một cái chợ ứng dụng để anh em đào thoải mái, nhưng cũng chẳng cần. Chúng ta sử dụng Windows của Microsoft thì quá là quen rồi đúng không? Khỏi suy nghĩ luôn. Đó, mình sẽ cho nhỏ lại này. Mình sẽ tắt xuống này, vẫn chạy bình thường nhá. Bây giờ mình sẽ có thể làm việc. Mình có sẽ hoặc là mình có thể đọc báo, hoặc là mình có thể làm office ở trên này. Zalo cũng có hoạt động được luôn. Đó. Đó là đơn giản vậy thôi nhá. Mình chỉ muốn giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm. Mình chỉ muốn giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm máy tính bảng mà mình vừa nhập về để phục vụ cho anh em cái vấn đề làm việc, vấn đề học tập. Rất là hữu ích ở đây. Khắc phục những cái ưu điểm của mặt chiếc iPad là có thể di chuyển rất là thuận tiện này, nhưng lại không sử dụng được một tối đa là ứng dụng Office ấy, thì đây là sản phẩm là khắc phục được vấn đề đấy cho anh em. Đặc biệt là giá rất là rẻ, chỉ có hơn 4 triệu thôi. Là anh em có thể sở hữu được sản phẩm này rồi. Để quan tâm về sản phẩm này hơn nữa thì anh em có thể qua trực tiếp bên mình là 170 lịch xay để trải nghiệm nhé. Hoặc anh em có thể điện thoại cho mình theo số điện thoại là 0256526789. Cập nhật chi tiết về giá cũng như là chương trình khuyến mại thì anh em vào website là mnm.vn. Anh em thấy cái video mình giới thiệu sản phẩm này có hay không? Thấy muốn giới thiệu cho bạn bè mình về cái sản phẩm này ấy, thì anh em cứ chia sẻ cái clip mình đang làm này ra cho mọi người cùng xem, hoặc là cho mình một like để ủng hộ mình nhá. Subscribe kênh YouTube của mình đi. Những sản phẩm nào hay thì mình sẽ giới thiệu để anh em khỏi phải tiếc nuối khi anh em không biết là có ai bán. Đúng không? Mình sẽ lắng nghe những comment của anh em, góp ý, sẽ có những yêu cầu về những sản phẩm anh em đưa ra mà mình nhập về được để cho phục vụ anh em thì mình sẽ làm. Cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào tạm biệt anh em.